Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got them picking up the pieces. That of me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new. À, bây giờ mình sẽ ngồi nói thoát sâu tí nhá, thoát sâu khoảng 10-15 phút. Nói chuyện anh em cho nó vui tí, các bạn chơi game nhiều tôi đầu óc bị donate cho Tabi 10.000 đồng. Thật sự. Xem nào, có một chủ đề gì nhỉ? Chúng ta sẽ lựa chọn một cái chủ đề đi. Chúng ta sẽ lựa chọn một cái chủ đề trong buổi talk show lần này. Một tuần tôi nghĩ là nên có một cái buổi talk show cho nó vui. Chứ còn nếu mà chơi game một ngày mà chơi game 2 buổi, mỗi buổi hơn 2 tiếng mà chơi nhiều nó bị chán anh em ạ. Top 8 FPL. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói về chủ đề về FPL nhá. Ok, chủ đề đi mình xem là mình nghĩ là mình sẽ nói về cái mục tiêu của 7TV trước nhá. Đó. Mục tiêu của 7TV trước đi. Thì ở đây thì mình thật sự là mình có cái tham vọng ấy, mình có một cái tham vọng biến 7TV trở thành một trong những thế lực mới. Vì từ trước đến giờ anh em ạ. Vì từ trước đến giờ có những cái đội bóng họ rất là mạnh, họ tồn tại lâu đời ở trong FIFA 4 rồi, như ở DH tiền thân của Tôm ấy. Như hay là kể cả là ngày xưa thì DH này, Tony này và Bốc, đó là những cái thế lực họ rất là mạnh và họ tồn tại lâu được. Nhưng vấn đề là tôi cảm giác là họ chỉ thành công ở trên khái niệm là danh hiệu thôi. Tôi nói thật là tôi có cảm giác là họ chỉ làm tốt ở trên khái niệm là danh hiệu trong cái khu vực, gọi là trong một cái mảng cộng đồng FIFA Online 4 này thôi. Họ chưa kiểu là truyền thông để trở thành nổi tiếng đấy. Đó. Thì tôi nghĩ là 7TV sẽ là một trong những bản thể, mình nghĩ là một trong những bản thể mới và sẽ đi theo hướng là chơi để phục vụ khán giả. Mình nghĩ là sẽ là như vậy. Về tất nhiên là mùa giải năm nay bọn mình là tân binh thì mình không kỳ vọng quá nhiều về cái việc là anh em sẽ phải chơi như thế nào. Nhưng từ mùa giải tiếp theo, những con người mình mua về và mình thậm chí là mình được cái bên FTV là cho mình cái quyền là mình được tuyển chọn về mặt nhân sự cũng như là quản lý về đội esport, thì đấy là cái quyền của mình trong công ty. Và mình cũng nói luôn là nếu như những game thủ mà sắp tới họ đến với 7TV ấy, thì họ sẽ có một cái nghiêm ngặt. Cái này là thứ nhất là mình sẽ nói chuyện trước. Cái thứ hai là nó sẽ có trong điều khoản hợp đồng. Khi bạn nhận lương đồng nghĩa với việc là bạn phải có áp lực. Bạn phải có áp lực về mặt thành tích. Không ai trả lương cho một thằng mà đá không thành tích cả. Đúng không? Đấy là cái chuyện rất là dễ hiểu. Không có một ai đầu tư tiền cho một cái ông mà đá không có thành tích. Và có một cái nữa với 7TV là họ sẽ làm một đội truyền thông riêng. Một đội truyền thông, một đội làm về content, quay phát và làm, nói chung là làm hình ảnh cho tất cả thành viên trong team. Thì đấy sẽ là những cái mà các gamer họ về với 7TV họ sẽ được lợi là như vậy. Họ sẽ được lợi như vậy. Có gaming house và ăn ở tập trung tại gaming house luôn. Còn các đội khác, mô hình các đội khác thì tôi không biết. Đấy, tôi không biết. Nhưng vấn đề là nếu như 7TV ở cái mùa giải tiếp theo chơi mà nếu như nó vẫn còn cái gọi là mâm cơm đi, gọi là cái lối chơi như này ấy, thì tất cả các game thủ về 7TV sẽ được nói dung một cách là phải chơi công hiến và sẽ nói không với 5-6 hậu vệ. Cái đấy là một cái sẽ có trong điều khoản, chắc chắn là như vậy. Theo thầy thì FIFA 4 với giải đấu mâm như thế này là thất bại về cái này mình không biết, vì cái này thực chất là nó khó lắm. Vì bây giờ nếu như ngày xưa mình đứng ở trên phương diện là một người không tham gia giải thì mình nói rất ok. Nhưng bây giờ mình hiện tại mình đang là một trong những người tham gia giải đấu. Đó. Mình nói về giải đấu nó sẽ chỉ ở một cái gọi độ chừng mực thôi. Và tất nhiên là anh em biết đó, anh em biết cái việc đấy là ví dụ như tôi nói, tiếng nói tôi nó chả giải quyết được cái gì cả. Tôi thật luôn ý, tiếng nói tôi chả giải quyết được cái gì. Quan trọng là những cái người họ có quyền, họ đứng đầu ấy, họ có muốn làm hay không. Họ muốn làm thì tôi không cần nói. Nói thật. Nhưng đá bóng thì phải có khán giả. Đó, bạn vô địch ở một cái giải mà khoảng 100 người biết thì nó không bằng bạn về bet ở một cái giải 5.000 người xem. Đó, 5.000 người biết đến bạn. Chẳng hạn đây tôi đang nói ví dụ nhá. Một cái giải, ví dụ như bạn về bet ở cái giải 5.000 người biết đến bạn, bạn vẫn là nổi tiếng hơn ở một cái giải mà vô địch không ai quan tâm. Với game thủ không cần khán giả, đây đến tiền thưởng thì sao?
cái này ấy, cái câu chuyện này này, cái câu chuyện mà game thủ cần khán giả hay là khán giả cần công hiến ấy, nó giống như cái câu chuyện nó bị vòng tròn, nó giống như là con gà có trước hay quả trứng có trước. Về tôi nghĩ nếu như mà để mà tính đường dài thì nhiều khi anh em phải chấp nhận một chút, chấp nhận và có những cái sự cách mạng, người ta gọi là cách mạng đấy. Đó, nếu bạn đá không vì khán giả thì bạn mong chờ gì ở cái việc tiền thưởng? Còn nếu như thực sự tôi có nói câu này với Huy Hải, nếu bây giờ chỉ nói chuyện trên góc độ là đá giải thì thật sự nhá, bây giờ thầy với bản thân mình 4 năm trước có khác gì không? Không khác gì luôn, cuộc sống vẫn thế, không khác gì mà. Nếu như ở trên phương diện đá giải, cứ săn giải xong về đó, chờ đá giải săn giải lại về, nó chả có gì, nó chả có một cái khoản gì luôn ấy. Đấy, đúng không? Chả có một cái giải gì luôn. Cái mục nhiều khi anh em bảo với tôi là như này này, có nhiều khi anh em bảo với tôi là ở đá giải kiếm tiền, tôi thấy nó thật luôn ấy, chả có một game thủ FIFA 4 nào họ sống bằng tiền giải. Tôi nói thật với anh em là như vậy, chả một, họ phải có nghề hết, và họ có một cái nghề riêng rồi. Đấy, họ có một nghề riêng chứ làm sao mà sống được với tiền giải anh em. Vô địch tôi tính này nhanh nhá, 100 coi như là trước là 120 triệu, cắt đi 10% tiền thuế thu nhập là còn khoảng độ 100 đi, độ 100 chia 4, nó sẽ được giải ngân sau khoảng là 30 ngày từ sau khi kết thúc sự kiện, thì nó sẽ rơi tầm khoảng 60 ngày nhận được, thế theo gọi là theo quy trình giải ngân thì nó sẽ là như vậy. Thì khoảng 60 ngày bạn đá khoảng 2 tháng, trong là 60 ngày nữa là nó rơi vào tầm khoảng 4 tháng bạn nhận được khoảng vô địch, bạn nhận khoảng 20 triệu 25 triệu, trong 20 25 triệu chia ra khoảng 4 tháng tiền điện, tiền training, tiền ra net. Đấy, tiền ra net không chơi game. Cảm ơn Phan Thắng nhá. Không ra net chơi game. Có khi tôi sợ là có khi còn quá. Thật sự có khi sợ còn quá luôn đấy. Cái sáu hậu vệ thực chất như này này. Cái sáu hậu vệ thực chất bản chất nó không xấu. Bản chất nó không xấu đâu. Bản chất nó không xấu, nhưng xấu ở cái tư duy và cái phong cách chơi bóng. Hello Hoàng Ca Dén nhá. Đấy. Sáu hậu vệ anh em nhìn Thái Lan chơi sáu hậu vệ, Hàn Quốc có những đội chơi sáu hậu vệ, nhưng có bóng là người ta tấn công. Có bóng là người ta tấn công, người ta chấp nhận rủi ro. Chấp nhận là mất bóng người ta sẽ phải phòng ngự. Đấy. Nhưng bây giờ anh em thực sự là có một cái đường bóng anh em lên tới đến 35 phút anh em lên bóng xong, ai người ta xem nữa. Cái vấn đề là 5-6 hậu vệ nó không phải là xấu. Không phải là bản chất của nó không phải là xấu. Nhưng cái thái độ chơi bóng ấy nó mới là quan trọng. Cái đấy là cái quan trọng. Bây giờ một trận bóng bạn đá với tâm lý sợ thua, bạn cầm bóng đến khi mà đến bóng cuối, gọi là bóng cuối bóng người ta không phản công nữa và nó rất là ảo trong game ấy. Đấy. Thì bạn tấn công, ai ta xem. Đó. Nó là bản chất là như thế anh em ạ. Nên là không phải là tại sao người này đá 6 hậu vệ mà ông không nói, mà tại sao tôi đá hậu vệ 6 hậu vệ ông lại nói. Nó phải có lý do anh em ạ, nó phải có lý do hết. Đấy. Cảm ơn Tuấn Vào Hoàng Giang nhá. Tại sao Jugen cũng đá 6 hậu vệ lắm, mà Jugen được rất là nhiều người khen. Bản thân kể cả thằng Subin cũng vậy, cũng 6 hậu vệ mà vẫn người thích. Tại sao? Cái căn bản là chúng công hiến. Công hiến thì sẽ được nhận lại những cái từ khán giả người ta thích, cộng đồng người ta thích. Đấy. Cho nên là tôi bảo rồi, 6 hậu vệ nó không xấu đâu. Nó xấu ở cách dùng ấy. Vì nó công hiến, nó có bóng, nó công. Đó. Nhiều khi anh em phải đặt ra câu hỏi là tại sao người ta cũng chơi như mình mà người ta không bị nói, mà mình lại bị nói. Đó. Tại sao? Đó. Nhiều khi nó là vấn đề là nó sẽ là như vậy. Một trận đấu 120 phút hai cái highlight thì đá bị chắc quá nó chán lắm em ạ, thật sự. Trông nó rất là tiêu cực. Bởi bản chất FIFA này sinh ra là để ghi bàn, phục vụ cho việc ghi bàn anh em ạ. Bản chất của những người đi thi đấu ấy là những người tay to. Đấy. Nó là những người tay to đi thi đấu là để cho những cái người chơi game này người ta học. Game nào cũng thế thôi. Những người đi thi đấu, ví dụ như anh em chơi Liên Minh, em phải học Faker chẳng hạn, những cái người giỏi nhất sọp xiết. Học cái tư duy của họ, học cái phong cách chơi game của họ vì họ hay. Đúng không? Chứ bây giờ anh em đi game thủ, ông game thủ ông đá. Vì các bạn đá giải em phải hiểu ấy. Đá giải là có thắng có thua. Đó, nhưng vấn đề là kể cả có giải hay không giải, tôi nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế game thủ.
Nhưng mà nhiều khi anh em cứ bị kiểu là thực dụng hóa nó lên ấy. Vì bây giờ để mà bản chất để mà sống được ấy, sống được với đam mê thì bây giờ phải có thu nhập. Nhưng mà thu nhập của phía 4 nó không thể nuôi đam mê được, khẳng định là như vậy. Khẳng định luôn là như vậy. Nên là tôi quay trở lại với cái đầu câu ấy. Quay trở lại đầu câu thì tôi nghĩ là đấy, tôi quay trở lại với cái việc đầu tiên đó là sẽ biến 7TV trở thành một trong những đội bóng có thể nói là một trong những đội FIFA 4 theo kiểu là truyền thông và thương mại, nhưng vẫn giữ được về mặt thành tích. Không phải truyền thông là mình không đá, truyền thông là kiểu mình không đá thì mình không quan trọng danh hiệu, không phải. Mình đá sinh ra mục đích là bóng đá, mình là người làm giải trí. Đấy, mình làm người giải trí thì mình đầu tiên là gì? Phải phục vụ khán giả. Phải như thế. Bóng đá bây giờ mà không, tôi không cần khán giả, tôi đá để thắng ấy. Tôi đá để thắng chứ. Cũng chả ngại gì cả, thật sự luôn. Tôi ăn một quả tôi cầm bóng câu giờ. Tôi cần gì khán giả, tôi cần gì ai thích tôi chẳng hạn, những cái tư duy đấy để chết. Tư duy đấy để chết. Đó, mình vì người thì người sẽ vì mình thế thôi. Nó là cái có đi có lại, bạn tạo ra giá trị thì khán giả sẽ mang lại cho bạn những cái gọi là danh vọng kinh tế. Đó. Làm sao để vào được 7TV thì nhỉ, tôi cũng đang muốn lên chuyên nghiệp. Thì chắc là 7TV thì sẽ đi từng bước một anh em ạ. Đó, sẽ đi từng, nói chuyện nghiêm túc một chút thì sẽ là đi từng bước một. Đi từng bước một vì cái khi mà tôi ngồi xuống với những người anh ở bên 7TV ấy, mà tôi có nói, tôi có gặp nhau, vô tình có gặp nhau ở một cái buổi nhậu. Thì có nói với nhau về những cái là, về những cái là như này. Anh em mình sẽ làm gì? Sẽ làm gì để khác biệt và sẽ làm gì để kiếm tiền từ con game này? Đó. Đó. Thì hôm đấy nhá, hôm đấy tôi chia sẻ một chút. Tôi có một câu mà anh, tôi gọi là chủ tịch của 7TV, anh hỏi tôi. Sau này em muốn trở thành người như nào? Đó, đầu tiên nhá, câu đầu tiên không liên quan đến game à? Không liên quan đến game nhá. Khi mà câu đầu tiên, khi bắt đầu mà ngồi nói chuyện với nhau những ý tưởng đấy. Sau này em muốn làm trở thành người như thế nào? Em muốn trở nên nổi tiếng. Đó, thế hai anh em ok, tôi chỉ trả lời một câu đơn giản thôi, ok luôn. Em muốn trở thành người nổi tiếng. Mỗi thế, không liên quan gì đến game cả. Thế là anh em ok, hai anh em ok với nhau. Bởi nếu hôm đấy là tôi nghĩ mà tôi bảo em muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp chẳng hạn thì tôi nghĩ là chắc là không có 7TV. Chắc là không có 7TV. Nếu mà bảo em muốn trở thành game thủ vô địch này nọ thứ thì tôi nghĩ là không có 7TV. Vì các bạn bị giới hạn. 7TV họ tính đến khi mà FIFA 5 và thậm chí FIFA 6 khi ra, đến thời gian họ đi dài. Đó, họ đã đi dài như vậy. Là nhót, nếu mà trả lời mà em muốn trở thành game thủ FIFA thì nó rất là khó. À, xem nào, 7TV với Tôm thì anh nghĩ là điểm nào kém hơn và điểm nào hơn được. Với tôi ấy, thì khi bọn tôi gặp những đội mạnh thì tôi luôn bảo với anh em như này, kể cả gặp hôm gặp Rosie hay gặp Tôm ấy, thì tôi có nói với mấy anh em ở trong nhóm như này. Người ta là nhà vô địch, người ta là top đầu. Đấy, người ta là top đầu. Người ta có nhiều cái hơn mình, người ta có danh hiệu, người ta có danh tiếng, người ta có gọi sức tự trọng. Mình có cái gì? Mình chả có cái đấy. Mình chả có cái gì cả, mình là tân binh mà. Thế là có gì đâu, mình chả mất thì mình thua nhà vô địch. Hoặc là mình thua những người top đầu mình chả mất gì cả. Mình thua đội mạnh. Trời mẹ, đến đầu đến. Chơi chết luôn, đến đầu đến. Thế thôi. Tôi bảo là cứ chơi, đến đầu đến. Sợ cái gì đâu mà người ta cũng chỉ hai tay hai chân như mình, có hơn là mình đâu. Tận dụng tình huống mình vẫn có thể thắng. Thế đâu ấy. Đó, thế đâu ấy. Chả có vấn đề gì cả. Nên là kể cả Minh, Aluji ấy, nên là kể cả là Pirinot ấy, thì sẽ luôn ra sân với mục đích là chơi, chơi để tận hưởng. Tôi luôn bảo em là cố gắng chơi làm sao để tận hưởng con game này, chứ đừng để chơi, đừng chơi vì đừng chơi để chịu đựng. Hãy chơi để tận hưởng. Đó. Chơi để tận hưởng. Đừng chịu đựng con game, đừng ra sân thi đấu với áp lực là ôi mình phải chịu đựng áp lực tâm lý thế nọ thế kia, mình sợ mình thua, mình sợ người ta nói là cái gì. Đừng mà sợ ở đấy. Sợ thì ở nhà, tốt nhất là đừng chơi. Đó thì đỡ bị ai nói. Còn nếu mà đã đi áo giải thì khán giả nói là chuyện bình thường. Ông đá hay người ta khen. Ông đá ngu, đá lỗi thì người ta trêu chọc chỉ trích. Chuyện bình thường. Đúng không? Mình đến với giải là chơi để phục khán giả. Thế thôi. xem ít VPL chỉ mong thầy với Huy Hải. Thực chất là Huy Hải là bắt đầu có cảm giác này khi bắt đầu là làm stream ấy. Làm stream. Bắt đầu là có thêm tệp fan. Đấy, có thêm tệp fan. Còn cái việc cãi nhau trên kênh chat thì tôi không quan tâm đâu. Đấy, trên kênh chat anh em là chẳng hạn như có mấy anh em kiểu là mấy nick clone chẳng hạn.
chửi tôi hay làm gì tôi chẳng quan tâm. Tôi xem thì mặc dù tôi thấy những cái dòng chữ chạy qua tôi chẳng quan tâm đâu mà. Quan tâm đếch đi. À, anh Lee Henry có vẻ STV không thấy, cái này mình không biết. Đó. Cái này thì mình không biết vì tại sao, vì căn bản là bây giờ Huy Hải anh em cứ bảo là STV Subin, STV Lee Henry cái thứ. Thứ nhất là bây giờ hai người họ đang thuộc hai team khác nhau. Đó. Hai team khác nhau. Họ đang ví dụ như TC, bây giờ Subin đang thuộc TC và cứ nói chuyện là ông này đã về xem TV rồi này nọ cái thứ đó. Nó không hay các bạn, tất nhiên là không nói đến. Thầy thấy bản thân mình làm hết sức qua từ trận đấu FVBL chưa? Chứ chẳng có gì mà phải phân vân cả. Tất nhiên là thắng rồi anh. Đó. Tất nhiên là thắng là thích rồi, nhưng mà tôi chẳng có gì, tôi luôn ra sân chơi với hết mình. Thắng hay thua kệ. Tôi thi đấu bet 3 năm rồi mà anh em, 3 năm thi đấu bet rồi mà. Cái bet áp lực nó khủng khiếp hơn FIFA này nhiều. Bet cộng đồng nó nhỏ nhưng mà vấn đề là nó nhỏ lắm. Kiểu là thằng này thân mình nhưng không sao nó có thể lên bàn nó chửi mình luôn chẳng hạn. Đấy. Đó. Thôi tôi không muốn nói về Lê Anh Tuấn hay gì hay là về team lag, tôi ngại nói về team đấy lắm. Vì họ khá là nhạy cảm. Khá là nhạy cảm nên tôi không muốn nói nhiều về team đấy. Vì mình có hơi một tí, mình chỉ cần ho háng một tí thôi, họ cũng biến thành một căn bệnh chẳng hạn. Đấy. Nó rất là mệt. Tương lai sau khi thầy rời FVBL là thế nào? Cái này thì mình không biết anh em ạ. Mình không biết. Đó, thật nhiên là ai mong muốn đội nào thì cũng mong muốn là có những người tốt thôi anh em ạ, có những người kỹ năng tốt. Nhưng vấn đề nhiều khi ấy nó còn là tinh khí anh em xấu bên ngoài nữa. Đó, ngày xưa pet anh em biết cộng đồng pet có thể ra ngoài pha nhau luôn được mà. Đó. Có thể ra ngoài cãi nhau, có thể ra ngoài pha nhau luôn được mà, nó không như FIFA này, FIFA này chỉ mõm thôi. Thật đấy anh em đấy. FIFA này giỏi lắm mõm nhau tí thôi mà, chứ làm gì gọi là có những ở bên pet có những quả kèo ấy. Có những quả kèo là pha nhau rồi đấy. Có những quả kèo là thi đấu luôn ở bên ngoài đời luôn đấy. Đấy. Pet ở bên pet thì cộng đồng anh em cái tôi cao. Thầy có dự định nâng đỡ Super TV hay dự định đi trong tương lai không? Có anh em ạ, tôi có. Nói chung là bây giờ tôi không tiết lộ được là sẽ có ai tương lai của Super TV, ai đi ai ở, ai cái gì thì tôi không tiết lộ được vì nó đang trong thời gian dài. Và tôi cũng đang chưa dự tính được, có rất là một cái list rất là dài người. Đó. Một cái list rất là kiểu là dài người là tôi muốn chọn một list mà các bạn là Super TV thực lực họ có thể nuôi được đến 3 team. Nếu mà gọi là về thực lực tài chính ấy, họ có thể nuôi được đến 3 team FIFA 4 thoải mái. Đó. Thoải mái. Nhưng vấn đề là không đẻm gì, chả đem đi cả. Thế nuôi một team là đủ còn gì thôi mà. Với thực lực thì anh ấy bảo với tôi là nếu em thích em cứ làm ra đến 3 team. Em bây giờ làm gọi khoảng 9 người, em làm ra đến 3 team hoặc là gọi 12 người cũng được. Đó. Nên là mình bảo là nó phí phạm, nó không đẻm gì ấy anh em ạ. Rất là phí. Tôi xin cảm ơn Hoàng Ca Dế nhá. Cái mục tiêu của tôi ấy, cái mục tiêu của tôi thì tôi muốn trở thành một streamer giống Anh Độ. Tôi nói bây giờ, nếu bây giờ tôi nói bây giờ thì chắc là nhiều ông cười tôi. Đấy. Đã nhiều ông cười tôi đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi muốn học theo Anh Độ, làm những cái điều mà bản thân mình chưa bao từng làm. Đấy, và làm những thứ mà để sau này mà già đi ấy, nhìn lại và mình có tuổi trẻ mình đã làm như này rồi. Đó. Có thể là bây giờ nhiều người bảo mẹ bông mơ mộng cái thứ làm cái gì đúng không? Nhưng mà tôi thích cái phong cách làm cộng đồng của Anh Độ, làm cực hay và đó là một người cực giỏi, phải học những cái đức tính của những người giỏi đấy thì mới lên gọi là mới có thể nâng tầm mình lên được, học hỏi đúng người đó. Tham vọng của mình sẽ là như vậy, rồi là mình sẽ đi lên từ FIFA 4. Cái gì mình làm được bây giờ thì nhiều anh em thấy mà. Xem nào, cần rất nhiều thời gian. Ok, tôi biết cái vấn đề đấy anh em. Một mình ấy, mình làm tư nhá, mình không phải làm cho công ty nào đó. Mình làm riêng lẻ. Mong đến khi nào mà CNTV phát triển đến cái khi mà chúng tôi đi thi đấu chẳng hạn. Chẳng là khi mà về khách sạn có những anh em ra chụp ảnh, có những anh em ra giao lưu ấy. Đấy, đến một ngày nào đó CNTV sẽ được như vậy. Sẽ được những anh em ở Sài Gòn hoặc những anh em tỉnh khác yêu quý. Họ biết đến team này họ đến đá giải thì họ ra giao lưu chụp ảnh nữa. Lúc đấy là cái chiếm được tình cảm người hâm mộ. Anh Độ khiến hình ảnh của mình thoát ra khỏi việc live stream cũng đấy, cái đấy là cái khó cực kỳ em nhé. Cái đấy là một cái khó cực kỳ. Đấy. Khó cực kỳ đó, làm sao mình thoát ra được hình ảnh của một người chơi game live stream chơi game ấy. Khó lắm, để vượt lên cái tầm quang của cái tầm đấy là một cái mà tôi nghĩ là khó nhất trong sự nghiệp. Đấy. Có ông Ly bầu bạn phát triển chung được mà Huy Hải phát triển hơi chậm.
cái này tâm sự thật. Có nhiều cái tôi cảm thấy hài lòng, nhưng có nhiều cái tôi không hài lòng. Có một việc em thấy thầy hay hơn anh Độ là Keronet làm gì được, làm sao vậy? Tôi chưa có một cái điểm gì hay hơn anh Độ, thật sự luôn. Chưa có một cái điểm gì. Có bây giờ mà tìm được như ở một team refund anh em, tìm được 4-5 người cùng một cái suy nghĩ, cùng một cái hướng, khó lắm. Khó lắm luôn ấy. Đá FIFA hay hơn anh Độ thì cái đấy ok đấy, nhận với các bạn đó là nghề của tôi mà. Đó. Khó thật, nếu mà tìm được khoảng 4-5 người. 4-5 người mà suy nghĩ giống mình, tìm đi cùng mình, khó thật sự. Anh Hải em cảm thấy hơi thải lòng, đúng rồi. Mình luôn nhìn lên, ví dụ như hôm nay tôi 4.000 view, hôm sau tôi muốn, ví dụ như tôi làm cái giải 5.500 view, thì giải tiếp theo tôi muốn làm phải 7.000 view, và tiếp theo phải 8.000 view chẳng hạn, như vậy. Đấy, tôi muốn như vậy. Đấy, tôi muốn như vậy ấy. Chứ còn nếu không phải là giải này tôi làm 5.000 view, giải sau tôi cũng làm 5.000 view, thế tôi không hề có suy nghĩ như vậy cả. Không phải có suy nghĩ như vậy luôn ấy. Bởi như vậy là anh em theo kiểu là an phận. Khó lắm, nên bây giờ để tìm một người vào STV nhiều khi là mình còn ngoài việc thi đấu ra ấy. Đấy, ngoài việc thi đấu ra là mình phải tìm những người có thể phát triển được. Có thể phát triển được. À, thầy có định giao lưu với anh Độ trong tương lai gần đó, hoặc là một dự định mới mẻ với những cộng đồng ngoài phía 4 không? Nếu như ấy, tôi bảo anh em nếu như cảm ơn Minh nhá. Từ đó trong view có lối rộng. Đúng rồi, cái lựa chọn phía 4 này nó sẽ khó rất nhiều. Lựa chọn đi bằng phía 4 và lựa chọn đi bằng PUBG ấy, thì PUBG nó dễ, phía 4 này khó cực kỳ. Phía 4 này đố kỵ. Anh em có thể thấy bây giờ là cái sự đố kỵ. Cái sự đố kỵ là cái sự mà nó sẽ khiến con người ta không ở đi lên được. Đấy. Nhưng nếu như có cơ hội gặp anh Độ, kể cả bây giờ nhá, anh Độ bảo tôi bây giờ vào Sài Gòn anh em gặp nhau, tôi sẵn sàng bốc vé đi luôn bây giờ. Đó, sẵn sàng luôn. Nếu như bây giờ anh Độ, anh chỉ cần có cơ hội gặp anh Độ thôi, tôi rất là muốn ngồi lắng nghe kể cả 1-2 phút thôi. Đấy. 1-2 phút tôi muốn lắng nghe từ những người giỏi, họ nói chắc chắn là họ sẽ có những cái bổ ích với mình. Đó. Chắc chắn luôn. Đi vội bây kể cả bây giờ tôi đi luôn. Chẳng hạn không, ý tôi đang nói ví dụ như vậy anh em ạ, ý tôi đang nói là ví dụ như vậy chứ không phải là anh Độ ở trong Sài Gòn. Ví dụ tôi đang nói ý định là như vậy ấy. Vì phải bạn làm trong cái cộng đồng gì đấy thì bạn luôn phải tìm người giỏi nhất để bạn học. Chứ bây giờ mà tôi bảo tôi cứ ngồi tôi đố kỵ với anh Độ anh giỏi lắm, xong ngồi nói xấu với anh như vậy theo cái kiểu là cộng đồng phía 4 này thì không thể nào phát triển được, nói thật anh em. Nói chung là mình nghĩ là như này này. Ơi, mình nói lại một lần nữa về cái quan điểm của mình ấy. Thì kể cả là tôi hay là kể cả là anh em ấy, đàn ông mà, thì tôi nghĩ là anh em nên làm cái gì đó lớn lớn lao một chút so với anh em ở tuổi trẻ. Đấy, so với anh em ở tuổi trẻ. Để sau anh em, ví dụ như tôi nghĩ nhảy nhá, chẳng hạn là sau khoảng, bây giờ khoảng 50 tuổi đi, thì tôi nghĩ là sau này ví dụ như khoảng anh em 40-50 tuổi thì anh em nhìn lại là ui biết vậy, xong biết vậy cái năm 20 tuổi mình làm cái kia đi, làm cái này đi chẳng hạn. Đấy, thì nó rất là phí, thì lúc đấy anh em làm luôn đi, chẳng hạn bây giờ 23 tuổi làm luôn đi. Thua gọi là được, thành công thì công hưởng, không thành công thì không có bài học. Đấy, không có bài học, đúng không? Tôi chỉ hy vọng là anh em, thứ nhất là anh em của tôi ấy, là những người ủng hộ tôi đi, tôi coi là những anh em những người ủng hộ tôi đi, thì anh em cứ nhìn lên trên. Cứ nhìn lên những người giỏi hơn tôi hoặc những người giỏi ngang với tôi. Đấy, để anh em nhìn vào những người đấy, bảo ông ơi, bây giờ ông phải như người này này. Thầy ơi, thầy phải như người này này, thầy phải như người kia. Đấy, em nghĩ là thầy phải, ví dụ chẳng hạn nhá, vì chẳng hạn như là trên cái phương diện là anh em viewer, bảo em nghĩ là thầy nên làm content như này này, thầy nên làm giống người này người kia chẳng hạn. Họ đang làm content nó phát triển rất là tốt. Đấy, như vậy, đó là một cái phong cách rất là lịch sự. Rất là lịch sự. Chứ anh em đừng nhìn xuống. Bây giờ anh em tôi 2.500 view, 3.000 view. Đấy. 2.500 view, 3.000 view, anh em bắt tôi so đo với một cái streamer 60 view, 40 view là coi như một cách em đang hạ thấp tôi. Cái này mình nói thật, một ca sĩ bán được 1.000 CD nó khác với một ca sĩ bán được 10 CD. Nó rất khác. Đấy, nó rất khác. Ok, cảm ơn bạn Khánh Hoàng nhé, xin cảm ơn bạn. Cảm ơn anh em những cái lời donate của anh em, là thực sự là nó là thứ nhất. Tôi rất thích cái buổi talk show này vì tôi được lắng nghe anh em. Và tôi cũng được nói lên nguyện vọng của tôi. Đó. Rất mong là sẽ, tôi thật sự với anh em đấy, đó. Tôi nếu mà được có cơ hội với anh Độ, tôi bảo rồi mà, dù xa đến mấy dù có thể đi luôn bây giờ chẳng hạn. Đó, tôi sẽ đi ngay. Ngay lập tức. Thì xem
Đúng rồi, mình hôm trước mình cũng đá với bông mai em, đá với bông mai. Bông mai thì mình có biết trước từ cái hôm mà làm cái chương trình Showmatch số áo huyền thoại cái thứ. Anh Độ làm hay lắm, anh Độ làm vlog hay lắm. Chỉ là một chuyến đi chơi bình thường thôi nhưng mà lột tả hết được mọi thứ. Khó thật sự. Không hay vẫn làm chứ đôi khi viewer có tình cảm với thầy là ừ thì ý mình là không hay bánh độ thôi đấy. Cho em xin sự hào số 10 sai lờ. Cứ từ từ anh em ạ, cứ từ từ lên cộng đồng của mình không thích tranh cãi với ai nữa. Mình thật sự là mình không muốn anh em tranh cãi với bên nào nữa. Đấy, còn là cái vấn đề mâm cơm hay cái gì ấy thì thôi, tôi nghĩ là thôi dừng lại đấy, tôi đừng tranh cãi với nhau làm gì nữa. Người nào người ta thích đá, người ta bảo vệ quan điểm thì kệ người ta đi. Còn mình thì mình nghĩ những cái lớn. Đó, còn người ta bây giờ người ta cứ nhắc đến mình thôi thì mình cũng kệ đấy, làm sao bây giờ, miệng là người ta mà. Thật ra cái mindset của thầy em thấy tiềm năng. Hôm nào thử game khác thì ok, phải có cộng đồng anh em chơi chung chứ. Hôm nay tôi bị nẻ ở cái sai bên này. Tôi mua tay nhờ thầy ký lên tay được, đơn giản luôn, tôi chuẩn bị bán áo anh em ạ, tôi chuẩn bị bán áo luôn đấy. Em thấy Molik của anh Độ phát triển cộng đồng rất ok. Cảm ơn Phúc Hoài nhá. Tôi xem nào. Cái NA Cup. Tôi thề luôn, hôm tôi tổ chức NA Cup ấy. cảm ơn Hoàng Gazia nhá. Hôm tôi tổ chức NA Cup. Tôi không nghĩ là nó được khoảng 6.000 view đâu. Tôi thề luôn, tôi không biết là lên được khoảng 6.000 view đâu. Đấy. Mà ví dụ như từ đấy nó là Subin này, Mesut này, hay là cả Huy Hải, hay là cả là Sang Junior cũng được rất là nhiều anh em biết đến, những cái người mà họ không chơi FIFA 4, họ biết đến mà. All-Star thì tôi hy vọng là sẽ là khoảng 10k. Nó sẽ và xin cảm ơn Minh nha. Tôi rất hy vọng đấy, tôi rất hy vọng là tôi sẽ kết hợp được với team Anh Độ thật sự luôn, nếu như có cơ hội. Thì tôi đang biết ở đấy, thì tôi biết có anh Khôi thì hai anh em cũng biết nhau ở một lần đi quay sự kiện, và Bông Mai nữa đó, mình cũng biết mấy anh em đấy mà mình cũng nói chuyện với mấy anh em nhiều. 10k thì mơ lớn một cọc, tôi không thể nào tin được rằng là nếu mà giải sắp tới mà tôi làm nó lên 10k, tôi không biết là làm cách nào để nó lên 10k luôn ấy. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng truyền thông, và những game thủ tham gia tôi sẽ lựa chọn kỹ một chút. Thứ nhất là game thủ họ đá đẹp, cái thứ hai là tính khí họ tốt. Ok, NA Cup đã là đỉnh rồi, mong chờ All-Star. Đến khi nào nhá, đến khi nào mà bọn tôi tổ chức được một cái giải NA Cup đi, tôi gọi đây là tôi gọi tạm là NA Cup nhá, tôi gọi là NA Cup mà tổ chức được offline không anh em? Không bao giờ nghĩ đến ngày đấy không? Nói bây giờ thì nó hơi mơ mộng nhỉ? Nói bây giờ nó kiểu nó hơi mơ mộng quá đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là đến một lúc bọn tôi sẽ xin được tài trợ, tôi sẽ làm cái offline. Đó, tôi sẽ làm một intro đỉnh như là của anh Độ. Đỉnh. Nhưng mà nó biết kinh phí của nó rất là nhiều tiền, thật sự kinh phí nó rất là nhiều tiền. Ví dụ như mà mình xin được nhiều đơn vị tài trợ. Cảm giác bây giờ anh em, cảm giác anh em bước ra sân khấu. Đấy, không, cái đấy là cái tham vọng mình thôi chứ không phải là ngày mai mình làm luôn đâu anh em. Làm sao mà tham vọng mình xây từ từ thôi anh em ơi. Không phải là ngày mai tôi làm luôn, hoặc ngày kia tôi làm luôn đâu, tôi nghĩ vậy thôi. Thì tôi bảo với anh em là tôi đang nghĩ mà. Xong rồi mình mở bán vé thì ủa, lúc đấy tên tuổi của anh em sẽ lên vãi đái luôn đấy. Thầy tháng 100 củ thì trả mấy, trời ơi anh em ơi, chả nghĩ, anh em không nghĩ khoản tôi phải trả nợ khi mua nhà, các thứ ở sinh hoạt tiền của con cái, các thứ anh em không nghĩ à? Quả ba ao làm của anh Độ 3 tỷ đấy nên làm off không dễ đâu. Thì thế anh em ơi, phải có ước mơ chứ. Anh em phải có ước mơ chứ. Mới làm được chút ta bị sớm thành công. Cảm ơn Minh Phong Trần nhá. Mình mong lắm anh em ạ, mình mong như vậy lắm luôn đấy. Và mình là một thằng rất là tham vọng. Anh em nghe mình nói chuyện anh em biết là tham vọng cực kỳ. Tham vọng cực kỳ luôn đấy. Ví dụ như anh Độ anh ấy có kinh tế rồi. Anh ấy làm về, gọi là anh ấy làm, anh thu tiền để anh làm tài từ thiện. Thì ví dụ như mình chưa có ấy, mình chưa có kinh tế thì mình sẽ làm theo kiểu là bán vé. Đúng không? Ăn vét chẳng hạn đi, mình chưa có kinh tế mà. Mình cứ tổ chức cái giải nhỏ sắp tới là All-Star đi, hy vọng là anh em sẽ đồng hành cùng All-Star. Bình thường họ có nguyên một cái đội ngũ để tổ chức, bây giờ tôi chỉ có đúng một cái máy tính để tôi làm. Đấy. Đấy, mình có mỗi một cái máy tính để mình làm nên là mình sẽ bị hạn chế rất là nhiều.
thầy phải kết hợp với vài người chứ thầy mà với thầy Lee em nghĩ chưa đủ, chưa đủ thật sự. Lee Henry là một trong những người mà mình cũng hỗ trợ đẩy lên nhưng mà cảm giác là vẫn bị chậm so với cái gì mình mong muốn, cảm giác bị chậm. Ok, chắc là mình sẽ dừng cái buổi talk show đấy nhá anh em nhá. Rồi, ok, xin cảm ơn anh em nhé, xin cảm ơn anh em. Và hy vọng là anh em sẽ ủng hộ những cái video talk show mà bọn mình lên. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn mọi người nghỉ nhá mọi người ơi. Xin chào anh em.